truy cập ngay shop game Free Fire của anh Vũ Thành để thử vận may nào các bạn ơi. Với rất nhiều trò chơi hấp dẫn, tha hồ lựa chọn, quay là trúng, 100% trúng, cơ hội nổ hũ cực kỳ cao, nhận về siêu nhiều kim cương. Còn chần chừ gì nữa, truy cập ngay shop.vn để ủng hộ anh Vũ Thành nhé các bạn ơi. Nhảy, nhảy đi, tăng 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 tăng. Hello, xin chào các dân chơi hệ Minecraft. Chúng mình là Bê Quy Thành và Ốc đây. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ không chơi Minecraft nữa, mà chúng ta sẽ đi cướp biển nha. Tại vì chơi Minecraft các bạn chả xem quảng cáo, Ốc với Bê Quy Thành hết tiền, không còn tiền ăn mì tôm nữa, nên hôm nay phải đi cướp biển rồi. Ôi, Bê Quy Thành, chuẩn bị đến đâu rồi? À, mọi chuyện chuẩn bị sẵn sàng. Mà thuyền trưởng Ốc ơi, chúng ta đi cướp biển, tại sao lại đi thuyền trên đất liền? À, thuyền trưởng Ốc quên mất là thuyền là phải đi dưới biển. Nhưng không sao đâu Bê Quy Thành ạ. Thuyền trưởng Ốc đã tính hết rồi. Bây giờ thuyền trưởng Ốc sẽ thả nước ra, chúng ta sẽ có nước để bơi thuyền nhá. Đấy. Ôi, thuyền trưởng Ốc ơi, nghịch ngu rồi, thuyền trôi mất đây này. Cái gì, thuyền trôi mất thì đúng rồi, bây giờ phải trôi ra biển để chúng ta đi cướp biển mà. Rồi, thuyền trưởng Ốc đúng là không biết cái gì hết. Thế nhá, để tôi lái thuyền cho. Thuyền trưởng Ốc ngồi lên đi. Ok, thuyền trưởng Ốc chuẩn bị đến đây. Ui trời, trời ơi, thuyền trưởng Ốc chưa lên thuyền, má ơi. Lên đi ơ, thuyền trưởng Ốc. Rồi, thuyền trưởng Ốc ngồi đằng sau đấy hả? Ok, để tôi lái thuyền cho. Trời ơi. Ôi, thuyền trưởng Ốc bảo ra biển mà sao đi về đi đâu đấy? Lộn, đi vào trong miền núi rồi. À, thuyền trưởng ơi, có một con heo đi vào thuyền, cướp của nó đi thuyền trưởng ơi. Ok. Ê, con heo kia, đưa tiền đây. À mà con heo làm gì có tiền đâu ta. Ê Quy Thành, tại sao dám ra lệnh cho thuyền trưởng? Xuống tiêu diệt con heo đi, dám ra lệnh cho thuyền trưởng à? Nhầm, xin lỗi thuyền trưởng. Ok, bây giờ sẽ đi tiêu diệt con heo. Con heo. Thuyền trưởng ơi, tôi đánh con heo ra một hột vàng luôn nè. Trời ơi, xuất sắc, trời ơi. Mau đưa hột vàng đây, mau ra nộp chiến lợi phẩm cho thuyền trưởng. Ok con dê, rồi thuyền trưởng ơi, chúng ta đi cướp tiếp thôi. Đi thôi, tại sao lại ngồi trước thuyền trưởng như thế, trời ơi. Thôi thuyền trưởng ngồi sau đi để tôi lái thuyền cho. Sao lại lái thuyền lên núi à? Không sao đâu thuyền trưởng, thuyền của mình có thể đi được ở trên mặt đất mà. Thuyền trưởng ơi, thuyền trưởng có nhìn thấy gì ở trên cái bảng thông báo không? Ôi dồi ôi, ta đã nhìn thấy rồi. Đây chính là nhân vật Zoro đúng không? Ngày xưa ta xem hoạt hình Vua Hải Tặc để lấy cảm hứng đi cướp biển như ngày hôm nay đấy. Tất nhiên ta phải biết rồi. Wow, hóa ra là Zoro, kiếm sĩ hả? Đúng rồi, kiếm sĩ nhưng không đến từ nước Mỹ mà đến từ nước Nhật. Trai Nhật á, mẹ ta nể ra nàng hê. Ngươi hiểu chưa? Tôi hiểu rồi mà thuyền trưởng bị hâm mà. Sao thuyền trưởng lại hát như thế? Thuyền trưởng hát chả hay cái gì hết. Thế nhà ngươi có biết hát không mà nhà ngươi chê ta là hát không hay? Đừng tưởng nha, tôi không biết hát đây. Ôi giời ơi, nhảm nhí. Mà thôi anh Bê Quy Thành ơi, mình đừng chơi trò này nữa, mình đến bảng thông báo rồi mà. Ok, trêu các bạn tí thôi. Anh Bê Quy Thành và Ốc hôm nay đang ở trong thế giới bảo vệ nhà. Bây giờ anh Bê Quy Thành và Ốc sẽ đi tiêu diệt những cái con quái vật tấn công ngôi nhà. Và trên cái bảng thông báo hôm nay hiện đó là Roro. Roro sao lại tấn công ngôi nhà tụi mình nhỉ Ốc nhỉ? Em nghĩ chắc là Zoro rảnh, tại vì dạo này á nhiều người cướp biển quá nên là Zoro rảnh ấy mà. Ồ, rảnh à? Rảnh thì tấn công ngôi nhà tụi mình à? Trời ơi, ngôi nhà của tụi mình cứ người khác rảnh, người khác ghét thì người khác đến tấn công, thế này thì có mặt chết đâu ạ. Trời ơi, anh không được mềm yếu, không được khóc, vì Zoro là dù là một nhân vật tốt hay xấu thì cũng là một người cướp biển, mà người cướp biển thì không bao giờ được khóc, nhớ chưa? Kệ anh có phải cướp biển đâu, anh là người đẹp trai thôi. Ui dồi ôi, thôi đi. Mà các bạn ơi, các bạn nhớ xem quảng cáo nha, kiểu Ốc với Bê Quy Thành đi cướp biển thật đấy. Tôi có tiền ăn thì chả đi cướp biển à, đúng không? Đúng rồi đấy, giết con heo xương xương có hòn vàng rồi. Đấy, ok. Rồi bây giờ anh sẽ mở hai chiếc rương bên dưới này để xem nay người ta cho tụi anh những cái đồ gì nhá. Wow, ui nhiều đồ lắm Ốc ơi, lấy đi. Ồ, em nhìn thấy có cả súng luôn. Tất nhiên rồi. Anh có một bộ quần áo giáp. Ui các bạn ơi, anh đã trở thành vua hải tặc Luffy. Yeah. Siêu ngầu. Ôi dồi ôi, bộ hải tặc Luffy này anh mặc một lần rồi mà.
Ờ nhưng mà hôm nay anh lại được mặc lại, anh vẫn thích. Ôi mà anh Bích Quy Thành ơi, em thấy bộ áo giáp của em giống bộ áo giáp mà anh hay mặc cho mấy cái con quỷ người tuyết đi. Các bạn ơi, lúc nãy ốc muốn trở thành cướp biển, bây giờ ốc trở thành cướp biển thật luôn rồi đây này. Cái gì? Em là cướp biển thì sao? Thích cười ha ha vào mặt em không? Em đánh anh doe mồm nha. Ok, thôi đừng có mà đánh anh. Anh có làm gì đâu, anh chỉ trêu ốc tí thôi mà. Nào, xem có những cái đồ gì nào. Ở đây á, anh có một quả rìu kim cương luôn nha. Ôi dồi, sao lại có rìu kim cương? Em thì chỉ có mỗi cây kiếm này thôi. Wow, ốc có kiếm kim cương còn gì nữa? Bộ cái kiếm này rất là hợp với bộ áo giáp của em đấy. Ngoài ra em còn có cái này, không biết là cái gì. Ồ, cái nắm đấm xích gai sao á. À, thế còn cái này? Cái khiên, trời ơi, cái đấy mà còn không biết à? Ốc đúng là đồ rốt nát. Ơ, sao anh lại nói em là đồ rốt nát? Em chỉ là rốt thôi chứ em không nát. Em nát rốt. Không phải, em rốt nhưng cái sự rốt của em vẫn có thể dập khuôn được chứ không nát đâu. Nát là còn không dập được khuôn cơ. À, nghĩa là không biết gì đấy hả? Đúng rồi, ngoài ra em còn có súng nha đây. Wow, xem khẩu súng của ốc nào. Trời ơi, khẩu súng cái ống bé bé này mà bắn ra đạn trông kinh vậy. Ôi dồi ôi, kinh nhưng mà phải là người sinh như em mới có thể dùng được. Thôi đi, em đừng có mà điều, xem đồ của anh như này. Anh có móng vuốt người chó, à nhầm người sói thế này. Wow, người sói giống như phim Avenger đúng không? Đúng rồi, cái này mà đâm vào người à, thì cực kỳ đau luôn. Bê Quy Thành đánh em lợi dụng cái lúc em cũng để ý đánh em như gì. Thôi, anh xin lỗi mà. Anh chỉ đánh hơi đau tí thôi, có đau lắm đâu mà khóc nhè chè thiu này. Đây nè, em còn có cái này nè. Biết là cái gì? Cái gì đấy, ai mà biết được cái gì đây hả? Thế anh có những cái gì? Em đây, anh còn có một khẩu súng bằng 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 luôn. Wow, khẩu súng này của anh có là ra đạn đấy, còn không phải là ra cái tia tiên như của em. Ờ, khẩu súng này của anh bắn ra hòn đá đấy, đúng như kiểu cướp biển luôn các bạn ạ. Ôi điêu, hòn đá là giống con zombie bắn ra hòn đá. Anh không phải con zombie, ok con dê. Ôi rồi súng đá làm sao được, tí nữa để em ra tiêu diệt cho. Nhìn em có khẩu súng này nó phải hoành tráng này, Alien Blazer, nghe được chưa? Thôi đi. Em có khiên kim cương không? Khiên kim cương của anh á, hoành con bà nhà tráng luôn đây này. Bắn thử xem, bắn một cái đi. Wow, khiên kim cương mạnh thật. Tất nhiên rồi, khiên kim cương mà lại ốc bắn á, anh còn không mất máu luôn các bạn ạ. Wow, kinh đấy. Thế nhưng mà nếu em bắn vào mông anh thì anh vẫn mất máu nhở? Bắn cháy mông anh rồi. Trời ơi, mông bọc biết gì. Ôi, mùi thịt nướng. Ốc dám nướng mông anh à. Thôi xin lỗi mà. Năng chiêu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi được chưa? Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng à. Mình bắn bạn được chưa? Thôi tha cho em đi mà. Đấy, thấy trên tay anh có cái gì không? Đó chính là khẩu súng cao su đó. Ôi, khẩu súng cao su hồi bé em hay dùng để đi bắn chim thôi. Ôi dồi ôi, chắc em chả bắn được cái gì hết. Đâu, em bắn được một con chim đấy. À, thế à? Đúng rồi, con chim này nó chết sẵn rồi nên là mới bắn được chúng. Ôi dồi ôi, chị em luôn. Rồi, hình như là hết đồ rồi. Bây giờ chúng ta cùng mở chiếc rương thứ hai nhé ông nha. Ok. Wow, rất nhiều Lucky Block nè. Lại đi đập Lucky Block xem hôm nay ai mới là người may mắn. Ui, ông ơi, em thả ra cái gì đây? Ui, đây là một ông vua thủy tề à? Vua thủy tề cái gì? Trông ông này xấu bẩn, tóc bạc phơ, trông rất là ngáo ngơ. Để em cho ông ấy quả đấm. Này. Ui, anh ơi, đấm phát chân ngay. Wow, trời ơi. Cái quả sắt ở trên tay của ốc ngầu vậy. Đấm một cái ông ấy chích nhăn răng không kịp ngáp luôn. Ngầu thật, anh Bưu Thành cứ cẩn thận đấy, đừng để em đấm. Trời ơi các bạn ơi, đừng có mà trêu ốc. Ốc bây giờ đấm một cái là chích nhăn răng ấy. Thôi ốc ơi, em đi bộ à? Sao không đi thuyền, mình có thuyền mà. Anh ơi mau đến đây, lấp cái nước ấy đi, không đập được Lucky Block đâu. Chính ra, ôi thuyền này à. Ôi các bạn ơi bực quá, anh đang tính làm cướp biển đi thuyền thật nhưng mà lại chả đi được. Ui anh ơi, em có xu nè, tự nhiên em lại có xu nè. Wow, trời ơi, ốc nhặt được đồng tiền vàng. Mà thôi anh chả cần đâu, tí mà anh ra lấp cái chỗ nước này. Anh chả cần được rồi, biết thế nào được, sau này anh sẽ đi xin em cho mà xem.
Mà thôi chả lấp được đâu Úc ạ. Anh đi ra đây đặt Lucky Block đây. Wow, đặt hết Lucky Block ra đây để đập xem hôm nay ai mới là người may mắn nha các bạn. Anh Mưu Thành hay là chị Úc đây. Rồi các bạn ơi, xong một hồi em đã đặt hết những Lucky Block đây rồi. Bây giờ Úc chọn đập trước hay đập sau đi? Em đập luôn đây. Wow, anh ơi, nhiều Lucky Block lắm trong này nè. Trời ơi, Úc đập một cái làm anh đứng trên tường luôn. Anh ơi, mau đập ra giúp em để cùng nhau xem Lucky Block có cái gì. Ok, ok. Rồi, đập đi. Tiêu, một chiếc gậy. Tiêu, táo vàng. Tiêu, 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 tiêu. Ua. Giật cả mình. Rồi, đập tiếp đi, đập luôn đi. Ui, toàn đồ đá đỏ thôi, chả có gì. Thôi đi ra ngoài đây. Trời ơi, Úc đập ra được một cái tòa rất là nhiều Lucky Block. Nhưng mà Úc cũng chả đập được cái gì hết các bạn ạ. Toàn đồ cùi bắp. Ok em, rồi anh sẽ đập được tiền tin nổ cho anh tung mồm. Chứng tỏ em là đồ không may mắn rồi. Xem anh đây. Zombie. Ôi, các bạn ơi, anh đập được một con zombie. Trời ơi, nó còn mặc giáp kim cương nữa. Ây à, ây à. Ôi, ôi các bạn ơi. Nó chém một cái chết luôn không ạ. Ai khóc nỗi đau này. Mau quay trở lại đây, nhìn em bắn con zombie chết ngay nè. Ông ơi, anh quay trở lại rồi đây, giết nó cho anh. Giết nó luôn, thấy chưa? Wow, súng của ông mạnh thế, súng của anh bắn nó hòn đá, nó còn mặc giáp kim cương nữa, bắn chả xi nhê gì cả. Trời ơi, anh bắn ra cái hòn đá hay lo. Rồi, em đập đi. Được, để em đập. Wow, một khối đèn, chả để làm gì. Vẫn là chưa được đồ Ốc ạ. Xem đây, anh đập Lucky Block màu đỏ. Xem anh có đỏ không nha. Wow, toàn cung tên và mũi tên. Mũi tên bằng vàng đấy. Chả cần, anh chả thích bắn tên đâu. Được. Uầy. Pháo bòa. Uầy, được hẳn 3 viên kim cương. Lại còn rất nhiều item khác dưới này các bạn ạ. Ui thôi, không lấy, không lấy đâu. Rồi, ok, xin đầu Lucky Block này. Bằng. 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 Các bạn ơi, từ nay đến giờ anh toàn bị cho thôi, toàn bị chết thôi. Ồ, nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, mình vui qua là vui. Vui cái con khỉ anh chết mà em lại vui hả ông? Tại vì anh chết ngu nên em chả vui. Rồi em đập đi, em kiểu gì cũng sẽ bị đen đủi. Ui ui, cái nào đen, cái nào không đen. Trốn trốn xa đi các bạn ạ. Ốc kiểu gì cũng đập ra cái đen đủi cho mà xem. Ui, quái vật, quái vật, quái vật. Wow, một con zombie lại còn cầm khiên nữa. Này, zombie cầm khiên cũng tuổi gì, sánh vai. Ui, này nè. Yeah. Wow, súng của ông xịn quá à. Trời ơi, thế thì ông sợ ai nữa đúng không các bạn? Người ta hôm nay không công bằng gì cả. Ơ, chả sao, người ta biết em lợi hại nên mới thế thôi. Em điên dại thì có, để ý anh đập Lucky Block này. Ui, toàn đồ đá đỏ, chả để làm cái gì cả. Ờ, anh ơi em bảo, vừa nãy em đập liên tiếp 2 Lucky Block rồi, anh đập cái Lucky Block này đi. Còn lâu đi, cái đấy là cái không may mắn. À, cái đấy là cái may mắn mà. Đúng rồi, đập đi. Đó. Wow, được hẳn một cái cung luôn. Xịn xò con bò ghê. Thấy chưa, em đã bảo rồi. Nhưng mà lại chả có tên, lúc nãy quên không nhặt tên. Rồi ốc đập đi. Được. Đâu rồi, đâu rồi, rồi. Ngọc Ender. Ốc không lấy à? Có. Em nghĩ làm gì anh lấy luôn. Thì anh đập nó đi. Ok, đập Lucky Block ở đây. Tiền đi. Mày quá chạy kịp các bạn ạ. Không thì nổ banh xác rồi. Hôm nay anh đen ấy nhờ các bạn nhờ toàn bị tròn với cả suýt chết thôi. Úi giời, suýt chết cái gì. Anh chết mấy lần rồi. Vào video cho được 10 phút chết 2 lần. Ok, em đập đi. Đập luôn. Đấy, người ta may mắn, người ta chỉ đập ra TNT này thôi. Ok, thôi anh đi về nhà trước đây, Ốc ở ngoài đấy nha. Còn lâu đi. Sao Ốc không ở ngoài đấy? Ốc may mắn hôm nay mà, anh đen đuổi lắm, anh trốn vào nhà đây. Rồi. Trời ơi, Ốc còn chạy nhanh hơn cả anh.
Rồi các bạn ơi, bây giờ anh Minh Thành và chị Ốc sẽ ở trong nhà đợi Roro đến và xem Roro có tấn công tụi mình không. Tụi mình sẽ chiến đấu chống lại Roro. Còn nếu Roro đến đây để kết bạn thì tụi mình sẽ kết bạn với Roro, xong tụi mình sẽ đi làm cướp biển. Nhom 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 nhom. Ôi, ăn quả táo vàng mà phê như con tê tê các bạn ạ. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ông ơi. Ôi, bên Quý Thành à. Em làm gì mà giơ hai tay vậy? Em đang nghĩ đến vai trò vô cùng quan trọng của em trong trận chiến hôm nay. Và em chợt nhớ ra một câu nói của các cụ ta ngày xưa. Đó chính là gì anh có biết không? Không, em nói nghe thử xem nào. Đó chính là câu có cứng mới đứng đầu gió. Nên em phải đứng như thế này cho nó cứng. Trời ơi, nhìn em xem, người thì béo như cái con tịnh ấy. Em chả cần đứng như thế này, gió thổi em cũng không bay được đâu. Anh lại nói xấu em gì. Thôi, im, trèo lên nóc nhà xem hôm nay Roro đến chưa nào. Úi giời ơi, cần gì phải trèo lên nóc nhà. Anh vừa nãy lại đi ra ngoài đi té đi gì không đóng cửa đấy này. Anh quên đấy. Lúc đấy anh mở ngó không thấy. Nhưng bây giờ anh trèo lên nóc nhà đã nhìn thấy Roro rồi kia các bạn ơi. Ông ơi, lên đây mà xem Roro kia. Không cần phải lên, em ở dưới này đã nhìn thấy nó rồi. Trời ơi, nhưng mà hình như Roro là bạn của Luffy đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế thì anh hôm nay sẽ làm Luffy, vì anh đang mặc bộ quần áo của Luffy. Anh sẽ ra đấy kết bạn với Roro luôn, sợ gì. Được rồi, để thử xem. Roro ơi, mình cũng là cướp biển nè, mình là Luffy đẹp trai nè. Ok. Ui, hai tay hai kiếm kinh quá. Các bạn ơi, ui, Roro đánh anh bay vào hàng rào gai nhà mình luôn, ui. Này, em đánh Roro, ui, Roro đấm mình đau lắm, ui. Ôi Roro cướp thuyền rồi anh ơi, đúng là cướp biển, trời ơi, đúng là đồ cướp biển. Roro không được cướp thuyền của ta, đây là thuyền cướp biển, đây là... Ôi trời ơi, em bắn hỏng thuyền. Trời ơi, sao em lại bắn hỏng thuyền của anh à, bực hết cả mình luôn các bạn à. Ngươi tưởng mà mình ngươi có kiếm à, ta có kiếm đây. Ui dồi ôi, nó bắn em, ui không phải nó bắn mà nó đánh em. Ui đánh xa tít luôn. Ui các bạn ơi, Roro đúng là mạnh luôn ấy, chém một phát em mình cũng thành bay hàng cây số luôn. Trời ơi, thế này làm sao mà đánh lại Roro. Lựu đạn tương vỡ mồm, chết đi nè. Súng cao su rơi xuống hố rồi. Ui dồi, súng cao su rơi xuống hố này nè, bắn cháy luôn. Bắn súng cao su nè. Không được rồi, cần phải có một người đánh nó từ phía sau. Đánh trực diện thế này á, nó bắn mình không chừa phát nào luôn ấy. Nó có bắn đâu, nó cầm kiếm chém mà cái kiếm của nó mạnh quá, chém một phát mình bay sao quá. Ôi rồi, bay cả qua vũng nước luôn các bạn ạ. Này nè. Ui. Em có thanh kiếm. Cái đấm rất khỏe. Ôi anh ơi, em không có cơ hội đấm nó luôn ý. Nó cầm kiếm dài như thế kia, mình làm sao mà đấm được vào người nó. Roro pha ke này, người dám đến đây tấn công ngôi nhà của tụi ta. Trời ơi, mạnh quá ơi. Em cần phải ăn táo vàng. Chết đi. Cái gì siêu to khổng lồ, bên Quý Thành sẽ lao lên chiến đấu Roro hả? Anh chém nó được hai cái luôn ông ạ, chém đấy. Chẳng nhẽ một mình nó cân hai được, không thể như thế được. Nó cân hai đúng rồi, nó mang hai tay hai kiếm cơ mà. Trời ơi. Tao có khiên này. Đúng rồi, mình có khiên mà nhở, ông nhở quên mất. Đánh ngươi. Yeah. Đánh vào ngươi. Ui anh ơi, em đang áp đảo nó. Ui ốc máu chiến đây. Ui các bạn ơi, đúng là cướp biển ốc. Ui nó bắn ốc bay tít mù sương khói luôn. Ôi, để anh dùng súng cao su bắn vào mặt nó. Ông đánh nó đi. Anh phải nhử nó tấn công anh đi. Ôi ốc ơi, em dụ nó vào bẫy rồi. Trời ơi thật à. Ui nó chỉ là nó đánh em bay ra xa, bay theo hướng cái bẫy này, thế là em chạy và nó chạy theo, thế là nó bị rơi vào bẫy luôn. Anh cứ tưởng nó to như thế này nó không dẫm vào bẫy cơ, ai ngờ nó vẫn tọt xuống cái bẫy gai của mình. Quả này thì dù nó có trâu đến mấy nó cũng không làm hại được mình nữa rồi. Bên Quý Thành mau lấy súng đấm nó. Nó chết rồi. Ông ơi, nó rơi ra đồ kia, xuống lấy đi ông. Anh điên à, toàn là gai đấy.
Từ từ để anh đào xuống xem đồ nó có xịn không. Trời ơi, rồi chết rồi, là đồ rồi các bạn ơi. Wow. Ui, ok, anh vẫn lấy được đồ rồi ốc ạ. Yeah, lên đây xem nào. Uầy, ông ơi. Em cởi bộ quần áo giáp đấy ra, anh đưa cho em mặc xem nào. Đây. Đây này. Rồi. Có cái quần này. Ấy, trời ơi. Đây cái nữa này. Ui, đây cái nữa này. Ông mặc vào xem nào. Được. Ui, xịn thế. Wow, các bạn ơi, bây giờ ông đã trở thành Zoro rồi các bạn ạ. Đây, hai tay hai kiếm giống Zoro chưa? Wow, à mà từ từ anh nhặt được một thanh kiếm của Zoro lúc ở trên nó ra này. Đấy. Được, để em xem nào. Ấy. Wow, quá ngầu luôn. Vậy là ông đã trở thành Zoro, bạn của Luffy bên Quý Thành rồi. Yeah, vui quá là vui. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay anh Quý Thành và chị Ốc đã tiêu diệt được Roro, dám tấn công ngôi nhà của anh Quý Thành và chị Ốc rồi. Và có lẽ bây giờ là anh Quý Thành và chị Ốc sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Bye bye. Bên Quý Thành ơi, bây giờ mình đang sẵn làm cướp biển, mình lại đi chơi trò cướp biển đi. Ok các bạn ơi, đây là anh Quý Thành và chị Ốc chơi trò cướp biển thôi, không có cướp biển thật đâu nha các bạn. Không, nhưng mà nếu các bạn vẫn xem video chùa mà không xem quảng cáo thì vẫn đi cướp biển đấy. Đó, ông ngồi lên, trời, ngồi lên. Rồi. Wow, cướp biển bên Quý Thành và Ốc đi cướp biển đây. Cướp biển này là cướp biển đi thuyền trên mặt đất và đi thuyền lên đỉnh núi, cướp biển trên đỉnh núi các bạn ạ. Lê Quý Thành, mau lái ra Đại Tây Dương.